Chứng khoán Việt Nam, phiên giao dịch đầu tháng mùng 1 tháng 10 là một phiên giao dịch khá nhiều cảm xúc khi buổi sáng sớm mở gap tăng và đã có hai lần vượt lên mốc kháng cự vô cùng quan trọng 1.300. Tuy nhiên rằng là lực cung thì cũng khá là nhiều và lực cầu thì chưa đủ mạnh để duy trì được cái điểm cao nhất đấy. Và trong 30 phút cuối phiên thì thị trường đã có một pha bán tháo khá là mạnh, dẫn đến việc là vẽ một cây nến, ít nhất là trong ngắn hạn một cây nến không được đẹp mắt lắm. Và khi cái hy vọng của nhiều nhà đầu tư không được đạt thì họ xoay ra thất vọng, và rất nhiều nhà đầu tư khá là lo lắng nhắn tin hỏi mình rằng liệu thị trường đã tạo hai đỉnh, liệu thị trường đã chuẩn bị úp bô hay chưa. Thì hãy cùng theo dõi hết cái video ngắn, rất ngắn này hôm nay để theo dõi cái nhận định cũng như cái góc quan sát của mình, xem anh chị tự nhận định rằng là thị trường thực sự có xấu như anh chị lo lắng hay không, hay là nó có còn tích cực như những video trước của mình nhận định hay không. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Chứng khoán Tuấn Hưng. Và nhớ đừng quên để lại lượt like cũng như quét mã cộng đồng để vào cùng thảo luận những cái nhận định của mình. Hôm nay ngắn gọn thì mình chỉ đưa ra có 3 cái nhận định duy nhất. Mình cũng không khuyến nghị khách hàng bán quá nhiều trong ngày hôm nay, bởi vì theo quan điểm của mình rằng cái việc mà thị trường vẽ một cây nến như thế này ở vùng cản rất quan trọng là mình nghĩ rất là bình thường. Thứ hai, nếu một góc nhìn tích cực đi, nhiều nhà đầu tư sẽ lo lắng rằng là với một cái khối lượng khá lớn đến 22.000 tỷ mà lại vẽ một cây nến gọi là đâu đó úp ngược như này, nếu mà tính từ vị trí cao nhất xuống thấp nhất thì đâu đó khoảng tầm 8 điểm là rất là lo lắng. Và khi nó chúng ta manh nha nhìn cái dấu hiệu có hai cái đỉnh nhỏ nhỏ ở đây thì nhiều nhà đầu tư lo lắng là điều đương nhiên, mình đồng ý. Nhưng một góc nhìn tích cực hơn đi chăng nữa thì mình sẽ chia sẻ góc nhìn chúng ta cùng phân tích xem cái nào mới là cái đúng nhé. Thì đầu tiên chúng ta nhìn tích cực phải nhìn thấy rõ ràng hôm nay là một cây nến tăng chứ không phải là một cây nến giảm. Và cái điều tích cực hơn chăng nữa ở đây đó là cái số mã xanh vẫn đang áp đảo một cái số mã đỏ. Do đó thì số mã xanh là 270 là gấp gần hơn 2 lần số mã đỏ. Do đó thì mình đánh giá rằng phiên giao dịch ngày hôm nay vẫn được đánh giá là một phiên giao dịch tích cực. Có điều rằng là không được như kỳ vọng của chúng ta. Hay như mình cái video mình nói ở đây đó là dục tốc thì bất đạt. Có nghĩa là sao? Thị trường hôm nay tăng cái gap quá sớm. Cá nhân mình kỳ vọng cũng như hôm qua mình kỳ vọng ấy là khoảng cuối giờ chiều nay nó mới kéo để lấy một cây nến rút chân, hoặc là một cây nến nó áp sát vùng 1.300 thôi, không vượt qua và ngày mai sẽ vượt. Tuy nhiên là việc mở gap quá sớm trong ngày hôm nay thì mình đánh giá rằng là thị trường chưa tích lũy đủ, chưa dung dũ đủ những nhà đầu tư để họ ép cắt lỗ đi hoặc họ bán hòa vốn đi, thì tàu vẫn còn nặng lên việc hôm nay bị bán tháo ngược là đáng tiếc. Ví dụ như chúng ta để ý, nếu hôm nay thực sự mà thị trường là một cây nến rút chân nhỏ nhỏ như thế này này, hoặc cây nến rút chân đỏ nhẹ như thế này đấy, nhỏ nhỏ như thế này với khối lượng thấp hơn cả ngày hôm qua nữa, thì mình nghĩ là đó lại là một điều tích cực. Bởi vì sao? Nó sẽ cho tất cả những nhà đầu tư hai cái hôm nay này, cái hôm mà 26 và 27 tháng 9 này này, là họ sẽ cắt lỗ. Bởi vì họ thấy hàng về đỏ họ cắt lỗ thì chiều tạo lập kéo, thì mình nghĩ đấy là cái kịch bản mà tích cực nhất. Tất nhiên là trong đầu tư thì không phải lúc nào thị trường nó cũng vận động đúng như cái mình mong muốn, đúng không? Đôi khi nó đi nó vẫn có sự khác biệt đi thì chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà như mình nói hôm nay thì vẫn rõ ràng là một phiên tích cực. Bởi vì sao? Chúng ta nhìn kỹ lại hôm nay được cái thanh khoản và cái thông số ngày hôm nay thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là hôm nay mở cửa ở vị trí 1290,6, có nghĩa là mở cửa 2 điểm gap khá là nhỏ. Nhưng mà cái điểm thấp nhất của ngày hôm nay mở cửa đấy, thì cũng vẫn đặc điểm đấy. Và kể cả cho trong phiên hôm nay cái cuối ngày nó bán tháo thì cũng không về cái điểm thấp nhất khi mở cửa, có nghĩa là cái gap này vẫn mở đẹp. Có nghĩa là chúng ta thể hiện là cái việc hôm nay chúng ta nhìn thấy ấy, thì chỉ có thể lý giải đơn giản rằng một điều, đó là có rất nhiều người bán và rất nhiều người mua. Vậy thì Tuấn Hưng sẽ đưa cho anh chị em hai cái góc nhìn như nào, anh chị có thể comment xuống dưới này để thể hiện quan điểm của mình, bởi vì chưa chắc cái suy luận của mình đã đúng, mà cũng có thể là anh chị lại mới là người đúng, đúng không? Thì chúng ta nhìn thấy hôm nay là một nhà phiên giao dịch, thứ nhất là có lượng bán ra rất lớn và có một lượng mua cũng rất lớn. Vậy thì câu hỏi mình đặt ra ở đây, thứ nhất, ai là người bán và ai là người mua? Trường hợp thứ nhất, theo anh chị ấy, là nếu mà đây là nhỏ lẻ bán, đúng không? Và người đương nhiên khi nhỏ lẻ bán thì phải có một đội khác mua, đó chính là tạo lập. Chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán chỉ có hai phe thôi, chúng ta và tạo lập, đúng không? Kể cả trong nhóm khách hàng chúng ta cũng thế thôi, 100 người thắng thì đâu đó phải có 100 khách hàng, kể cả trong cùng một zoom bị thua. Thị trường nó cân bằng, nếu mà nhỏ lẻ thắng thì tạo lập phải thua, mà tạo lập thắng thì nhỏ lẻ phải thua. Vậy rõ ràng chúng ta nếu đặt địa vị hôm nay là nhỏ lẻ một người bán và tạo lập mua, thì mình nói thật rằng có thể trong ngắn hạn trong hôm nay hoặc ngày mai chúng ta cảm thấy khó chịu,
có thể chúng ta lo lắng, nhưng đấy lại là cái tích cực trong dài hạn. Bởi vì sao? Khi mà nhỏ lẻ đã bán ở đây, tạo lập nó đỡ và đỡ đến nỗi không giảm quá tam chiếu, đúng không? Nó đỡ đến mức độ mà chúng ta nhìn thấy có 270 mã xanh, đúng không? Nhưng ngân hàng này vẫn tăng rất là tốt, đúng không? Thậm chí những ngân hàng chủ chốt ngoại trừ CTG, BB Bank đấy, thì đột ngột có những lượng bán rất lớn của tạo lờ của khối ngoại thì nó bị đổ. Còn mình thấy đại đa số các cổ phiếu đều vẫn đang xanh điểm và đóng ở vị trí gần như sát với cái vị trí nến cao nhất ngoại trừ ngân hàng. Thì mình đánh giá rằng đây là một phiên mình đánh giá rằng là tạo lập nó đỡ. Nếu mà thực sự điều đấy xảy ra, đúng không? Nếu suy luận theo cái hướng đấy thì khi mà nhỏ lẻ bán hết hàng rồi, tạo lập người ta không cho rơi mạnh, thì theo anh chị sẽ sao? Những phiên tiếp theo sẽ nào? Tạo lập đương nhiên rằng họ là người làm chủ cuộc chơi, họ không bao giờ là người thua lỗ. Thì đương nhiên rằng nhỏ lẻ đã bán đây, chắc chắn họ sẽ phải kéo lại để cho những người mua đây phải mua lại. Đấy. Thì chắc chắn họ càng bán nhiều đây, tạo lập càng không cho thủng mạnh, thì cái cơ hội kéo lên trên cao càng lớn. Bởi vì họ đã dám mua ở khu vực này, đúng không? Thì chắc chắn rằng họ phải bán ở cái giá cao hơn nữa, đúng không? Thì chắc chắn là điều xảy ra nếu mà điều đấy là như chúng ta suy luận. Hôm nay là nhỏ lẻ bán, thì mình nghĩ rằng là cơ hội kéo lại càng cao. Có điều nó có thể khó chịu trong một hai phiên để nó tái tích lũy lại. Thì đấy là cái đầu tiên mình chia sẻ. Cứ lật lại cái vấn đề. Nếu mà kịch bản đấy không đúng, đúng không? Nếu kịch bản đấy thì thực sự là mình nghĩ là tích cực. Đấy. Nhưng nếu kịch bản là không đúng thì sao? Thứ nhất là vậy thì người bán sẽ phải là tạo lập. Đấy. Và người mua sẽ là phải nhỏ lẻ. FOMO mua lên. Điều này nếu mà điều này xảy ra thì theo mình quan sát điều này nó không đúng lắm. Bởi vì khi mà tạo lập đã bán ấy, thì mình thấy họ sẽ bán khá là rát và bán rất là dứt khoát. Những cái phiên mà tạo lập bán ấy, thường là những phiên khối lượng rất to và có cái dấu hiệu gọi là đổ hẳn xuống cơ. Chứ không phải là nhỏ lẻ không đủ đỡ cái lực của tạo lập đâu. Và nếu mà tạo lập bán ấy, thì mình nghĩ rằng nó phải là một cây nến đổ. Cây nến đổ gọi là uptrust ấy. Đấy, nó phải là một cây nến đổ giống như kiểu như là có những cây kiểu như này, nó phải đổ hẳn xuống như này này. Hoặc là đổ hẳn như này này. Đấy, hoặc là ít nhất là những cây như này. Đấy, thì mới là những cây của tạo lập bán. Còn hôm nay thì mình đánh giá xác suất cao là nhỏ lẻ bán. Và trên thực tế mình nói thật là trong nhóm khách hàng mình, mặc dù hôm nay mình không khuyến nghị một lời nào bán, tất nhiên có một số khách hàng nhắn tin riêng cho mình thì mình cũng vẫn bảo bán một số cổ phiếu đặc biệt khi mình thấy nó xé biên ra. Nhưng mà hôm nay chúng ta nhìn thấy là mình không khuyến nghị bán một chút nào cả. Đấy. Mình chỉ khuyến nghị mua thôi. Mình mua VCGC này. Có giá này mình mua này. TCH này thì mình khuyến nghị là ai mà chậm chân thì có thể mua một phần ở giá này. Đấy. OCB chúng ta đặt mua 12. Nhưng hôm nay như OCB không có giá đấy, không khớp lắm. Không biết đặt 12 như không được khớp lắm. Đấy. Thì mình đánh giá rằng là hôm nay là xác suất cao là nhỏ lẻ bạn. Vậy thì nếu mà xác suất cao nhỏ lẻ bạn thì chúng ta lại vẫn còn cái hy vọng đó là tạo lập nó mua đỡ hôm nay thì nó phải kéo mạnh hơn nữa để nó bán. Thế đó. Đơn giản thế thôi. Theo anh chị nghĩ hôm nay là nhỏ lẻ bán tạo lập bán. Trong nhóm mình thì doanh số mình thấy doanh số bán hôm nay cao hơn doanh số mua. Một chút thôi, không đáng kể, có khoảng tầm gấp 30% doanh số mua. Không biết bạn nào mua bạn nào bán và mua lúc nào và bán lúc nào. Nhưng mình thấy nhóm mình bán khá là sớm những cổ phiếu BSI này. Mình thấy có nhiều anh chị bán giá BSI cũng có chốt lời này. Có nhiều anh chị bán LKG này. Lý do rất đơn giản thôi. Họ thấy xé ra ngoài biên theo cái cách đầu tư của mình ấy. Xé ra ngoài cái chỉ số này họ bán. Và họ sẽ mua lại. Giống như trường hợp EGC ngày trước họ bán. Họ thấy xé ra biên họ bán. Xong về đây họ mua lại. Đấy, cái câu chuyện là mình thấy ARV cũng thế đó. Hôm trước mình họ bán này. Xong quay lại mua hôm nay như ai mua chắc được giá 33 đúng không? Mình bảo đúng không? Bán ở giá 33,8 mua lại 33, chúng ta có lợi. Hôm nay ai mà đặt mua chắc lại khớp lại hết, lại mua lại hết cái lượng hàng mà hôm qua bán. Đấy cách nào hàng. Thì đấy là mình nghĩ rằng là hôm nay là nhiều người bán nhỏ lẻ hơn. Và mình hy vọng rằng những anh chị đấy sẽ mua được lại khi giá nó xuống thấp hơn. Ví dụ như vậy. Đấy thì đấy là mình nghĩ rằng cái cơ hội mà thị trường kéo tăng là mình nghĩ là vẫn cao. Tất nhiên rằng là cái xác suất bị úp ngược trở lại và cuộc chơi dừng ở đây. Thì như hôm qua mình bảo là xác suất kéo nó đến 80%, xác suất rơi chỉ 20%, thì có lẽ bây giờ tỷ lệ nó đã hơi nhích lên tí, có nghĩa là 30-70 chẳng hạn, nghĩa là xác suất rơi nó bắt đầu cao hơn nữa. Tất nhiên để xác suất rơi nó thành công thì mình vẫn nhắc lại một lần nữa, đó là điều kiện cần nó vẫn chưa có. Điều kiện cần xác định tạo đỉnh ở vùng đây,
Thứ nhất đó là phải có một phiên nào đó đánh gãy khu vực này với khối lượng phải hơn cả phiên ngày hôm nay. À, thì mình nghĩ là nó những điều đấy chưa xảy ra. Thứ hai đấy, đấy thì mình nghĩ rằng là xác suất tăng vẫn đang là 70% và xác suất giảm chỉ khoảng 30% thôi. Do đó thì chúng ta có thể để cái tỷ trọng cổ phiếu của mình khoảng tầm 70-80% tại full tỷ trọng vẫn được. Còn nhiều khách hàng nhắn tin hỏi riêng mình rằng là có nên đánh margin hay không khi thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc và cả Đức ấy, nó cũng dao động rất là tốt, tích cực, thì có nên đánh full margin hay không. Thì mình nhắc lại một câu rằng là margin là một vấn đề rất nhạy cảm. Mình sẽ tư vấn anh chị sử dụng tiền thịt hoặc là có thể nhích nhẹ margin, nhưng mình không bao giờ tư vấn khách hàng full margin. Bởi vì full margin nó là một bài toán, những anh chị nào đủ khả năng full margin thì những anh chị đấy thường lại không bao giờ là người phải hỏi bị động broker có nên hay không. Còn anh chị đã có hỏi anh chị là có nên margin full hay không thì tốt nhất anh chị đừng nên dùng. Đấy, cái câu chuyện như thế. Giống kiểu như là hút thuốc lào. Anh chị ở hút có được không thì tốt nhất anh chị đừng nên. Còn anh chị đủ khả năng kiểm soát được tài khoản, đủ khả năng kiểm trị rủi ro thì anh chị hãy chơi margin. Còn kể cả mình có bảo anh chị full margin bây giờ, có thể anh chị có lãi nhưng mình đảm bảo rồi, trong những nhịp rơi anh chị sẽ không quản trị được và anh chị sẽ trở nên thua lỗ. Đấy là cái nhắc nhở của mình đối với những khách hàng câu trả lời đó. Do đó thì nếu ai mà đủ khả năng margin thì những người đấy thường không phải là những người hỏi mình cái câu hỏi đấy. Đấy. Còn nếu ai mà đã hỏi thì tốt nhất lại không nên dùng. Nhá. Thì đấy là cái chia sẻ của mình, thì mình nghĩ rằng là nó là tích cực. Chốt tại hôm nay là tích cực. Thứ hai là mình thấy rằng có nhiều cổ phiếu mình vẫn bảo điểm mua bất còn. Đây là một cổ phiếu mình khuyến nghị mua ở khu vực này 12 hoặc 12,05 mua được. Đấy, và mình vẫn kỳ vọng rằng nó sẽ có một pha tăng điểm giống như thế này. Đấy, giống như MBB này, tích lũy đủ sau đó vọt phát lên. Đấy, mình vẫn kỳ vọng như thế. Tất nhiên rằng hôm nay có nhiều cổ phiếu, ví dụ SHB cũng được, mình không thích đánh con này lắm, nó hơi giặt dẹo. OCB chắc là ok hơn, mà nếu SHB cũng tương tự đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy 11 là giá được. Có nhiều nhà đầu tư thì hỏi mình có mua Tiên Phong Bank không, thì mình nói thật là mình không thích mua lắm, bởi vì là với những cổ phiếu mà xé biên lớn như này thì mình không thích lắm, nói thật như thế. Mình thích xu hướng an toàn hơn. Của những cổ phiếu này có thể nó sẽ giống CTG, nghĩa là nó tăng trước, nhưng khi tăng lên rồi anh chị mình ấy, nó tăng lên đây rồi bắt đầu đi chậm lại, nó đi chậm lại giống như này. Và đây là cái cơ hội cho những cổ phiếu nhỏ hơn tăng. VIB này, VIB cũng gần đến cản nữa rồi, không còn nhiều nữa. Và có những cổ phiếu như là SHB, OCB, MSB xem nha. Đấy, MSB thì cũng không còn cơ hội mua rồi, chạm cản trên rồi. Mình nghĩ là cổ phiếu này không còn, Tiên Phong không còn, có mỗi OCB thôi. OCB mình nghĩ là phù hợp để cho chúng ta mua. Đấy, vì dư địa nó còn, chúng ta có thể canh những cổ phiếu đấy. Hoặc là những cổ phiếu ARV chứ mình nói, mua ở khu vực này khá an toàn, 33 mua lại. Đấy, thì mình nghĩ là khá an toàn. Và cổ phiếu IDI đấy. Đấy, đây cổ phiếu IDB mình nghĩ mua được. Đấy, test lại đúng 20 luôn. 9.4, ai có thể mua cổ phiếu này. Đấy, còn mình nhìn thấy là Gilex và nhiều cổ phiếu khác nó vẫn đang tích cực, nó đang gặp cản thôi, đơn giản là nó đang gặp cản. Đấy, thì mình nghĩ là khá tích cực, chúng ta có thể nắm giữ và đợi những cái lợi nhuận nó cao hơn, hoặc là chốt lời từng phần khi nó xé biên ra quá lớn chúng ta chốt lời. Đấy là toàn bộ nhận định của mình. Thì anh chị có chia sẻ ý kiến như nào để trả lại cho mình, hoặc là xem thì nếu mà thấy mình đúng hoặc đúng cái suy luận của các bạn ấy thì bạn để lại cho mình một lượt like. Hôm nay mình nhìn thấy là Tây Long thì bắt đầu mua trở lại, cái thanh khoản hôm nay tăng lên này. Đấy. Và cái điểm cân bằng nghĩa là một số ngân hàng và trụ tăng, một số cổ phiếu ngân hàng khác thì giảm. Hôm nay mình thấy rằng là Masan, cổ phiếu mình từng khuyến nghị mua đang tăng khá tốt, khuyến nghị mua 74 bây giờ là lợi nhuận của các bạn đâu đó được khoảng tầm 74 đúng không, 74 bây giờ lợi nhuận của mình được khoảng tầm 3% thôi, không quá nhiều, nhưng mà việc nó cặp cản nó giật xuống bình thường, mình vẫn kỳ vọng rằng là lợi nhuận của mình sẽ đôi đâu đó khoảng tầm 6%, 5% trong ngắn hạn. Cơ hội mua mình nghĩ là vẫn còn. Khoảng DGW xem nào. Đấy. DGW điểm mua khá an toàn này. Gần 10-20 chúng ta mua thì nó sẽ khá an toàn. Đấy, quanh quanh đây mua khoảng tầm 46 phẩy mấy nhỉ? 46 47 là mua đẹp này. Đấy, 47 mua đẹp, hôm qua mình mua DGW hợp lý. Mình nghĩ những cổ phiếu đấy là khá an toàn. Hoặc là có một cổ phiếu về VGC hôm nay thì tăng mất rồi. Mình bảo qua mua gần 20 mua thì được này, thì đẹp, an toàn hơn. Đấy. AAA mình thấy có một cổ phiếu AA. Hôm nay bảo mua không biết ai mua không. Hôm nay mua vẫn an toàn. Cổ phiếu này ngay sát đáy rồi.
và mình nghĩ rằng là vị trí nó ít nhất an toàn, và mình kỳ vọng rằng là nó sẽ lên được đến đây 10,6, đâu đó tầm lợi nhuận cho chúng ta khoảng tầm 6-7% gì đấy. Đấy, 6-7% hoặc thậm chí có thể 9% đến chỗ đoạn này này, 10,4 này. Đấy, còn 6-7% thì anh chị em có thể cân đối cái tỷ trọng của mình. Ví dụ AA nó có thể nó co giật đây, đến đoạn này này, nó đến đoạn này rồi có thể nhịp tăng lên, nó không tăng được lên đến trên này đâu thì nó có thể lên đến đoạn này ngắn ngắn khoảng 10 chấm x, thì đấy cũng là một cái deal mà chúng ta được nghiên cứu. Hôm nay có GVR này kéo khá là đẹp nhưng mà ăn nến xuống hơi hơi đáng tiếc, bởi vì hơi đáng tiếc cái xe của DRI thôi, mà DI cứ tiến lên thôi, con này muốn mua mà nó không test lại mua bực thế không biết vậy. Hôm trước bảo con này giá mà cái đoạn này này mà test về đây này là mua đẹp này. Đấy, nếu mà test về đây tất nhiên là không phải lúc nào vận động cổ phiếu nó cũng như chúng ta mong muốn đúng không? Giá mà hôm đấy nó test về đây này, đấy, nó test cái đỏ nó rơi về đây này thì đẹp này, thì chúng ta mua ở cái vị trí này sẽ an toàn này. Đấy, 10, 11 tỷ an toàn, mà nó cứ dướn lên này thì chúng ta không có cơ hội để mua. Đấy, nó cứ bò này đó. Đấy, DPG theo DPG không có cơ hội mua nữa rồi. SHF thì nếu hôm nay mình khuyến nghị một số khách hàng bán ở giá 15,6, hôm nay mình có nhắn tin này. Đấy, các bạn là link này mình cầm khá là nhiều, mình có nhắn tin riêng bạn bởi vì mình biết là bạn ấy à. Đâu rồi, mình bảo bán 15,6 đây mua OCB sáng bán 15 này, bảo bán 15,6 thì lý do đơn giản thôi, mình thấy nó đến cản rồi, đến cản rồi thì bán. Tất nhiên mình nghĩ là vẫn cổ phiếu này cũng vẫn còn cơ hội để tăng nữa ấy. Nhưng mà đến cản thì bán thôi, xé biên ra ngoài rồi đến vùng cản ở đây rồi thì bán xong ví dụ đến khoảng 15,8 hoặc 15 phẩy mấy thì mua lại. Bây giờ 16 rồi thì chúng ta có thể mua lại ở nó khoảng tầm 15,9 hoặc 16, khu vực này chúng ta mua lại. Sau nó lại tiến lên một nhịp nữa, nếu ai muốn lướt lát có thể canh nó giảm ở đây này. Giảm ở khu vực này này, 15,9 này. Nó mua lại chúng ta lại có một cái nhịp tăng nữa, đâu đó nên mình nghĩ kỳ vọng lên 17 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng nữa nếu mà điểm mua này 6% nữa. Đấy là cái kỳ vọng của mình. Đúng không? Hôm nay đạt target rồi đây, mình bảo mua 6% này. Đấy, hôm qua bảo mua SHF tăng ngay. Đấy, mình nghĩ rằng là khá nhiều deal của chúng ta cân đối để mua. Hôm qua bảo mua rồi. SHF 15,6 này, 16,5 này. PC1 vẫn an toàn này, IGC này, TSH này, IDI này, IDI này hoặc là ASM này vẫn còn cơ hội để mua. Đấy không? ASM chúng ta canh vị trí này mua là được. Đấy, mình nghĩ rằng là thị trường nó rung lắc xong nó vẫn còn tụ lên. Chúng ta cùng xem thị trường thế giới thì như thế nào nhé. Thị trường thế giới thì nó vẫn đang biến động, Đức thì vẫn đang duy trì ở vùng đỉnh. Đúng không? Coi thì giảm, coi giảm thực ra một cái tín hiệu mà mình đánh giá rằng nó khá tích cực. Đó trong ngắn hạn thì coi khả năng nó sẽ vẫn tiếp tục lên một cái vùng đỉnh nữa, nó phải tạo một cái đỉnh lần nữa đây. Khả năng rất cao sẽ lên một lần nữa đây. Là giống như này này, nó cũng phải tạo hai đỉnh. Cho nên là ai mà thích thì có thể đóng lệnh short đây, mua một lệnh ở đây là đến canh chuyện này mà short này. Đấy, có thể như vậy thì coi giảm mà thì tiền nó sẽ dồn bớt sang chứng khoán thế đó, mình để ý thế ở đây này, cái DI nó hơi tăng nghĩa là nó không tăng mạnh được nhưng có thể nó sẽ như này này. Đấy, nên nhìn đấy những pha test lên đây xong đầu mới rơi thì mình nghĩ rằng là trong ngắn hạn chứng khoán nó rung lắc thì bắt đầu chúng ta lại có cơ hội để mua mua giá rẻ đấy, đấy thì đấy là toàn bộ những cái gì mà mình nhận định ngày hôm nay đấy nha. Thì chốt lại mua mấy con mà mình vừa bảo nhé, IDI này, SHF đợi test lại này, hoặc là ASM này, thậm chí là PC1 hoặc là một số cổ phiếu mình vừa nhắn tin trong nhóm đâu nhỉ. Đấy, SHF đợi mua lại này, TSAT này, OCB này, mình thì mình khá thích gọi OCB rồi đấy. OCB này mua giá 12 đẹp này, khớp 12 được là đẹp quá. Đấy, 12 đẹp quá, vẹo quát lên đến đây là kiếm được 6%. Đấy, hy vọng như vậy. Thế còn ai mà mua giống khuyến nghị mình hôm qua thì lợi nhuận nó sẽ nhiều hơn. Lợi nhuận mình mua bảo 10, 11,6 đúng không? Đúng 10-20 đúng không? Thì nếu mà lên đấy chúng ta sẽ có khoảng tầm 9%, 10% lợi nhuận. Đấy, còn STB thì không còn cơ hội mua nữa rồi. STB với cái nến này mình hôm nay mình bảo khách hàng bán bởi vì nó xé biên quá cao. Đấy, không cơ hội để mua và gần vùng đỉnh rồi. Ví dụ bây giờ 35 với cả 34 thì khác nhau 3%. Bán sớm đúng không? Bán sớm một tí cũng được, lệch vài phần trăm. Đấy, thì mình nghĩ SHB thì STB không còn cơ hội nữa. Nó sẽ còn những cơ hội cho những cổ phiếu khác. Cái EIB thử xem nào. EIB cũng không còn cơ hội mua. Còn mỗi OCB thôi. OCB hoặc là cổ phiếu SHB thôi. Hai con này là còn cơ hội để mua. Đấy.
Ok, thì cảm ơn cả mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng Chứng khoán Tuấn Hưng. Hy vọng là đừng quên để cho mình xin một lượt like như là follow kênh nhé. Anh em quét mã QR để vào nhóm cộng đồng và để lại thông tin. Còn là ai mà muốn làm cộng tác viên thì inbox riêng mình phỏng vấn và mình sẽ. Đấy, hôm nay là hơi đáng tiếc, dục tốc bất đạt đấy, giá mà chiều kéo dướn buổi chiều, xong mai bật tăng thì đẹp hơn. Đấy, hôm nay kéo mở gap tăng là không không thích lắm.